Đây là nội dung tiếp sức của tiểu học các bạn. Tiếp sức 60m. Tại phép Phù Đổng, tỉnh Đồng Tháp nha các bạn, năm 2024. Hiện tại là mình thấy ở dưới sân là nữ, cho nên đây là tiếp sức nữ. Hiện tại trong tài đã cho xuất phát nha các bạn. Hiện tại mình chỉ thấy có hai đội thôi, bốn đội, đường chạy là bốn đội nha các bạn. Số 1, số 2. Hai đội, có hai đội nữ thôi nha các bạn, không biết cuộc nào nữa. Hai đội tiếp sức vừa nữ vừa rồi là một là của huyện Cao Lãnh, hai là thành phố Sa Đéc nha các bạn. Và huyện Cao Lãnh đã thắng thành phố Sa Đéc ở vạch đích, vượt qua ở gần vạch đích nha các bạn. Chúc mừng huyện Cao Lãnh. Chúng ta chuẩn bị cho thi đấu lượt thứ hai nha các bạn. Rồi các em đã chạy rồi, lần này là ba đội. Lần này là 2, 3, 4 nha các bạn, ở ô 2, ô 3 và ô 4. Mỗi đội có 4 em, đây là 3 em cuối cùng về đích nha các bạn. Hiện tại mình thấy là cái đội của huyện Hồng Ngự đó bạn, đội huyện Hồng Ngự về nhất trong đợt này. Lượt thứ ba này chạy 4 ô các bạn, ô 1, ô 2, ô 3, ô 4. Thank you.
Các động viên đang về đích nha các bạn. 4 em 1 2 3 4 ở ô trong. Có một em rớt gậy đáng tiếc các bạn. Đây rồi. Hiện tại mình thấy số áo của em về nhất đó là của Nguyễn Tháp 10. Đó là lượt chạy thứ ba nha các bạn. Nãy giờ là lượt chạy 2, lượt chạy 3 và lượt chạy 4. Như vậy mình tiếp sức nữ ở 3 lượt chạy là đã là 9 đội các bạn. Chắc còn một lượt nữa. Rồi phần tiếp sức tiểu học của nữ đã hết rồi các bạn. Cho nên hiện tại là mình thấy là thấy các bạn đang đứng ở trên sân là các bạn nam. Như vậy chỉ có tổng cộng là có 9 đội tiếp sức thôi. Nam thì không biết mấy đội, hiện tại là có 3 đội đang thi đấu lượt 1. Trọng tài đã cho xuất phát ở bên kia rồi, các bạn chạy xem. Trời té. Về trước. Về trước người ta mà té các bạn. Rồi cái bạn kia không biết gì quay lại cái nữa chậm luôn rồi. Có hai em đang về đích các bạn. Rồi mình thấy em về nhất ở đợt này đó là thành phố Sa Đéc. Về trước. Các trọng tài đang sắp xếp lượt chạy thứ hai. Chuẩn bị thi đấu tiếp sức lượt thứ hai của cấp tiểu học nha các bạn. Lượt thứ hai này mình thấy là có 3 ô thi đấu. Ô 2, ô 3 và ô 4.
Hiện tại là mình thấy đội Lai Vung về nhất trong đợt này nha các bạn. Hình như bên Nam còn một lượt chạy nữa nha các bạn. Rồi lượt chạy thứ ba cũng là lượt chạy cuối của cái nội dung chạy tiếp sức 60m Nam tiểu học các bạn. Lượt này mình thấy có 4 ô thi đấu. Vậy tổng cộng là mình thấy là có 10 đội, 10 huyện tham gia nha các bạn. Rồi trọng tài đã cho xuất phát. Rồi, các em đang về đích nha các bạn. Nếu không nhầm là mình thấy đội top 10 là đã vượt qua các em chạy trước các bạn về nhất đợt này. Như vậy là mình thấy là ban tổ chức đang chuẩn bị sân lễ để phát thưởng cho những cái nội dung điền kinh được thi trong sáng ngày 10 tháng 3 này nha các bạn. Hình như sáng nay thì cái nội dung điền kinh cũng kết thúc ở đây các bạn. Phát thưởng xong là kết thúc rồi. Mình sẽ xuống quay phát thưởng cho các bạn xem nha. Rồi, chúc các bạn xem ngày lễ vui vẻ.